Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đi về trai kiếm được con này không biết là của con gì đấy các bạn ạ. Đây cái lốc rất bé luôn đấy. Đây các bạn xem này, lốc bé này. Có cả dàn nóng này, dàn nóng chỉ tầm 25 phân. Rộng cũng vậy nha. Dàn lạnh ở bên này. Các bạn xem biết có biết con này là con gì không? Bảo mình với. Nó rất bé luôn ạ. Không biết chạy điện áp bao nhiêu vôn này. Đây. Con này gà vẫn còn nguyên này. Cái này đầu là đầu tư này. Đầu tư sao này. Này. Đầu tư đóng mở gà này. Cho ra ít hay nhiều nó ở đây hết nhé. Đây cái dàn này còn khá đẹp này. Đây có ít đất này. Đất này chắc là con ong vò vé nó làm tổ ở đây. Đây những cái lốc bé tẹo nhá. Mình đo nó các ba cực này. Ba cực này nó thông nhau hết nhưng mà không biết là nó chạy bao nhiêu vôn. Đây. Khá nặng nha. Con này là tính cả cái bộ dàn này 4 kg. Bùa này hết đi 200k đó. Chỗ mình sắp vụn nó bán hơi chát các bạn ạ. Các bác biết con này là con gì bảo mình với. Lốc bé này. Con này nếu mà hỏng lốc sau mình sẽ chế tháo ra, bung ra sẽ chế xem chạy motor Brinit xem được không. Con này cắt ở đây này. Nếu mà hỏng nhá, hỏng mình sẽ cắt ra và chế cho các bạn xem nữa. Có video sau nếu mà có chương trình mà hỏng nhá, chưa hỏng không hỏng thì mình sẽ không tháo đâu. Mình phải chạy thử con này xem nó chạy cái kiểu gì. Chắc là mát lắm này. Đây. Đây là phin này. À đâu, phin ở bên dưới này các bạn ạ. Đây. Phin lọc. Đó. Giống như kiểu điều hòa mini trong phòng hay sao. Chứ biết nó loại cái gì nữa. Các bác biết thì comment giùm em nhé. Và hãy đăng ký kênh cho em để em phát triển kênh thêm nhé. Không làm ra nhiều, mọi người không có ai xem mấy cũng chán các bạn. Mình còn bao nhiêu dự án nhưng mà chưa có thời gian làm đâu. Ít người xem quá nên mình cũng lười quay. Các bác mà chịu khó xem và đăng ký kênh giúp em thì em có động lực để mà làm thêm nữa. Rồi, ok nhá. Video này cũng ngắn thôi nhá. Các bạn xem con này là con gì thì báo mình với nhá. Đây, cầm tay cầm hết này. Nặng 4 kg. Cho cái má đây nhá. Rồi ok. Chào các bạn nhá.